là một ạc ở server 180, thì là một ạc mà Cú vừa làm video về bét cỏ ma vừa qua đó. Thì hôm ấy là Cú có nói là sẽ rảnh thì sẽ ngồi mở 1000 gương trang sức cho các bạn xem. Thì cũng sẵn chớn là có một cái Venus nó đã được 1948 điểm rồi nha các bạn. Đây. Thì hôm nay Cú sẽ mở 1000 gương cho các bạn xem. Không biết là nó có lên được cộng 6 hay không, thì các bạn cùng xem nhé. Thì ở video này chắc chỉ ngồi nói chơi và mở thôi, thì không biết là tốn bao nhiêu thời gian, do là cái gương này nó khá là chật rồi các bạn. Đây, bây giờ thì cô sẽ mở là mỗi lần 20 gương. Chúng ta đã lên được 2000 điểm rồi. Thì cứ một lần là 20 cái gương. Thì chúng ta sẽ làm bên đây một phát, bên kia một phát. Thì thường thường một lần là nó sẽ lên được vài chục điểm nha các bạn. Thì trong thời gian mà Cú vừa mở vừa làm thì mình sẽ nói về cách thức giao dịch ạc luôn cho các bạn nghe. Thì hầu như là những ạc nào mà có giá trị tầm khoảng 1 hay 2 triệu á, thì Cú mới làm một cái video show chi tiết và bán ở trên đây cho các mọi người xem. Còn những ạc mà có nó không có gì hot á, thì thường thường Cú sẽ không có làm đâu. Mà cũng cảm ơn tất cả các bạn luôn. Hầu như những cái video mà mình đăng lên thì ạc đó trong ngày là đều chạy được hết, đều có người mua ủng hộ hết. Thì đầu tiên là các bạn nào chưa biết mình là mình mua bán ở group, ở nhóm á, cộng đồng Winnie Mobi mà có 400k thành viên á, thì nếu như mà bạn nào có ở trong đó thì chắc sẽ biết Cú. Còn nếu như mà các bạn chỉ xem YouTube thôi, kêu các bạn tin tưởng mình 100% thì cũng không được. Tại vì các bạn có biết mình là ai đâu, chỉ nghe mình nói và show những con ạc lên trên đây thôi. Cho nên mình cũng hiểu điều đó, thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về Cú. Thì nếu các bạn cảm thấy tin tưởng được thì các bạn ủng hộ. Còn nếu như các bạn sợ mình lừa thì các bạn xem video ủng hộ cũng được, không cần phải mua ạc bên mình và cũng như là nạp móc bên mình. Còn về cách thức giao dịch đó chính là Cú thì bán ạc thì chỉ nhận là ATM và Momo thôi. Tại vì mình mua ạc, mua đi bán lại á, cho nên là mình chỉ kiếm lãi từ những con ạc thôi, cho nên là không thể nào mà nhận thẻ cào được rất là nhiều. Giá trị cũng khá là cao, 1-2 triệu, cho nên là không thể nào mà nhận thẻ cào giúp các bạn được. Thì nếu như bạn nào không có ATM á, thì các bạn mua á, thì các bạn chịu khó là ra ngân hàng để chuyển khoản, hoặc là các bạn ra FPT Shop á, sẽ chuyển Momo. Thì cái đó khi nào mà các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ mình sẽ gọi và hướng dẫn cho tất cả các bạn. Còn về ạc á, thì Cú chỉ bán cho các bạn là những ạc liên kết Zalo thôi. Tại vì liên kết Zalo thì Cú sẽ đẩy được chủ ạc ra, thì không có sợ mà khi các bạn chơi thì người ta sẽ xóa ạc. Bán đồ á, là đi te là kiểu này nè, bán sạch đồ của các bạn như thế này nè, thì họ không có liên kết Zalo thì Cú sẽ đẩy họ ra được. Còn liên kết Zin với Facebook á thì không có làm được, cho nên là Cú sẽ không có nhận là giao dịch trung gian, hay là cũng không có thu mua ạc liên kết Zin và Facebook nha. Thì chỉ có Zalo thôi. Thì nếu như mà ạc Zalo mà Cú đã treo đủ 7 ngày để đổi số điện thoại á, thì các bạn mua thì Cú sẽ đổi luôn cho các bạn. Còn nếu như mà nó chưa đủ á, thì một là nếu như mà nó chưa đủ á ha, thì nếu mà số điện thoại của Cú á, thì các bạn cứ lấy và tự treo Zalo, tự chơi và tự đổi số điện thoại, thì Cú sẽ hỗ trợ các bạn, yên tâm về điều đó. Nếu bạn nào không biết thì Cú sẽ gửi hình ảnh kèm với gọi và hướng dẫn các bạn chi tiết đến khi mà các bạn đổi số xong thì thôi nhé. Còn nếu như mà ạc đó là Cú bán hộ á, Cú bán hộ khách á, thì Cú sẽ hướng dẫn, nếu mà chưa đổi được thì Cú sẽ hướng dẫn cho các bạn vào ạc chơi. Chơi khi nào mà Cú treo đủ ngày rồi thì Cú sẽ đổi cho các bạn. Còn nếu như mà trong thời gian mà chưa tới đổi số điện thoại mà chủ ạc lấy ạc lại á, thì Cú sẽ gửi tiền ngược lại cho các bạn hoàn tiền nha. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nói cho các bạn hiểu để thôi các bạn lại
lại không hiểu nữa. Thì nếu như bạn nào cảm thấy tin tưởng được cứu thì các bạn ủng hộ mình rất là cảm ơn. Còn nếu như không tin tưởng được thì các bạn cứ xem video ủng hộ thôi, chứ không thể nào mà tự nhiên bắt người khác phải tin mình được. Và cũng nhắc lại luôn với các bạn là mình không có tiền thì trong tay các bạn mình cũng không có lấy được. Cho nên nếu như các bạn mà chưa mua bán với mình á thì đừng có nói lừa đảo này kia, nhắn tin lừa đảo. Có rất nhiều bạn nhắn tin kiểu rất là gọi là mất dạy luôn. Thì hiện tại mình chưa lấy của các bạn nào hết, mà các bạn lại nhắn tin là kiểu như trẻ trâu hay trẻ con gì đó thì này kia thì mình cũng không quan tâm đâu. Tại vì họ không biết mình thì họ cũng chả ra gì đâu. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Bây giờ thì mình đã mở được hơn 400 hương rồi nhé các bạn. Thì hiện tại là nó đã được 2.500 điểm rồi. Thì chắc là không đủ lên 6 rồi các bạn. Không có gì mà để quay cho các bạn xem hết. Cho nên Cú mới làm một cái video rảnh rỗi này cho các bạn xem. Chủ yếu là vui thôi, chứ cũng không có mục đích gì. Tại vì ngày thứ hai thì các bạn hey, một chút xíu thì banh rồi. Ngày thứ hai thì các bạn chỉ nhận 4 chiếc nhẫn 3 thôi, cho nên không có gì để làm cho các bạn xem ở server đặc biệt cả. Thì mình hẹn các bạn ở video ngày mai nhé. Thì ngày mai là sẽ là ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ nhận được vài trăm viên đá cường hóa. Thì sẽ có một cái video làm để xem coi là hên hay xui, có tăng được vũ khí hay không. Thì khi nãy là một K8 điểm, nhưng mà chúng ta đã mở hơn một nửa rồi. Thì bây giờ nó chỉ mới được 2K6 thôi các bạn. Khá là đen luôn. Bây giờ mà lỡ tay mà mở 999 bình chắc phải đờ nạt luôn đấy các bạn. Không biết bạn ấy tích ép làm chi mà nhiều đến vậy nữa. Thường thường thì Cú ép thì có bao nhiêu bình thì Cú sẽ bán hết nhé, không có để như bạn này. Tại vì nhắn hay nó hay bị lệch tay một phát thì nó nóc 999 bình thì thôi rồi luôn, banh luôn con ạt luôn. Thì không biết các bạn chơi ép thì các bạn ưng ý ở cấp nào, nhưng riêng Cú thì Cú cảm thấy là level 1X là ok nhất, từ 18 trở xuống thôi. Lên 19 thì cũng mất đẹp rồi. Cái kho này khá là hẹp cho nên mở khá là lâu luôn. Thì chắc sau cái video này chủ ạc cảm ơn mình rất là nhiều. Bởi vì các bạn cũng thấy rồi đó, từ hồi nãy giờ ngồi như một con điên luôn, mà mở vẫn chưa xong, khá là lâu. Quá trời mũi luôn các bạn. Thì chúng ta chỉ còn khoảng 300 bình nữa, 340 bình nữa là xong. Bây giờ mình cứ mở ra như vậy đi, nó ra thư thì kệ nó chứ cũng không biết làm sao luôn. Hai lần cho nó nhiều. Wow, nhém một tí xíu các bạn thấy chưa? Nhém một tí xíu là Cú đã mở đi 999 bình rồi, khá là nguy hiểm. Thì do là ngồi lâu và mở cái này cho nên là khá là chán. Lần này được khá là nhiều.
thì chúng ta đã lên được khoảng 3k điểm rồi nha các bạn. Thì ước tính là 800 bình thì chúng ta sẽ lên được là từ 1k8, để xem 1k8 thì bây giờ 1k9 chứ bây giờ 2k9 3k rồi. Thì ước lượng trung bình là 1.000 thì nó sẽ lên khoảng là 2.000, khoảng 1.500 điểm nha các bạn. Nếu bạn nào mà có tích thì các bạn cứ tính nhẩm, đủ thì mình hả ngồi mở, còn nếu chưa thì các bạn mở rồi lại tức như mình nữa. Lúc đầu thì mình cứ tính là nó đủ lên 6 để làm video cho nó vui, nhưng mà bây giờ lỡ phóng lao rồi thì phải ngồi chịu cực mở cho các bạn xem hết luôn, khá là cực khổ. Ở đây thì ở quê cho nên muỗi khá là nhiều, ngồi nãy giờ nó đốt rất là nhiều luôn. Mình ngồi thường thường thì mình làm những cái video này mình hay ra chỗ trống mình ngồi, chứ ít khi mình ngồi trong phòng lắm nha các bạn. Với chỗ cũng làm đơn sơ thôi, chỉ có một chiếc điện thoại với ngồi vừa quay vừa nói vậy thôi, chứ cũng không có đủ máy tính hay là này kia, cho nên về chất lượng video thì nó không có được tốt như các bạn làm YouTube khác. Thì mong các bạn có gì thì các bạn bỏ qua nhé, chứ đừng có nặng lời quá, mình cũng khá là ức chế luôn. Thì mình làm chỉ là để vui thôi, chứ hiện tại thì kênh vẫn chưa được bật kiếm chát gì cả. Thì mong là mình có bắn gà hay bắn gì đó thì các bạn cũng xem vui thôi. Bởi vì khi thi đấu các bạn có xem những cái trận đấu mà ở Gunny PC không? Các anh đó bắn khủng khiếp, mà còn có khi mít mà nó chỉ mình. Thì mình chỉ bắn được những góc siêu cao thôi, thì hầu như lâu lâu cũng có những pha ngáo ngơ. Chủ yếu là quay cho mọi người xem vui thôi, mọi người xem lúc rảnh rỗi thôi. Nếu như mà được việc kiếm tiền nữa thì càng tốt. Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy gì cả. Đã gửi yêu cầu hơn một tháng rồi. Gần một tháng chứ. Ở đây thì chúng ta còn có 47 bình thôi nha các bạn. Đây, đây là 27 bình cuối. Thì mình sẽ mở luôn hết một lần để một lát mình ra nhận thư. Để mình xem coi còn không nha các bạn, còn. Nó sót ra ngoài khá là nhiều luôn. Wow. Mình mở ra thư cho nên còn khá là nhiều luôn các bạn. Túi đầy hoài nha. Hết rồi nha các bạn. Thì hiện tại là chỉ được 3.444 điểm thôi. Khá là buồn luôn. Ngồi mở hơn 1.000 bình thì mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian và ngồi xem 20 phút mình mở rương, và cũng như là chia sẻ những cách làm video cũng như là tâm sự về cách thức giao dịch ạt nha. Thì mình xin chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cú để ngày mai và những ngày sau xem cái
ad server đặc biệt của mình sẽ như thế nào nhé. Xin chào các bạn.